Đánh giá về những khó khăn, rủi ro trong chương trình chống ngập lụt của thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thế giới cho biết đã có nguồn kinh phí dành cho chương trình quản lý rủi ro do biến đổi khí hậu, các chương trình đầu tư chống ngập của thành phố. Trước mắt, Ngân hàng Thế giới sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tổ chức JICA, Ngân hàng ADB, các đơn vị tư vấn xây dựng, phối hợp hỗ trợ đánh giá về khả năng của các công trình chống lũ ngắn hạn và lộ trình đầu tư cho các công trình chống ngập lụt do mưa và triều cường. Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đối phó với tình trạng triều cường, ngập lụt, biến đổi khí hậu trong năm 2014.